Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phụ Trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con hãy nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có hai họa sĩ nổi tiếng trong một cái triều đình tranh luận với nhau, ganh ghét đố kỵ với nhau rất là nhiều, muốn để tranh giành cái địa vị là họa sĩ hàng đầu của quốc gia. Thế thì đức vua một hôm mới triệu tập hai cái họa sĩ này trở lại và nói là: bây giờ hai người vẽ, mỗi người vẽ một bức tranh theo cùng một chủ đề, đó là bình an, để ta phân định thứ là ai là họa sĩ giỏi nhất của quốc gia. Thế thì hai người họa sĩ này đồng ý với nhau. Và một tuần sau thì mỗi một họa sĩ đem đến cho nhà vua một cái bức tranh. Họa sĩ thứ nhất đem đến cho nhà vua một cái bức tranh mà ông ta vẽ đồi núi nhấp nhô chập trùng bao xung quanh một cái hồ rất là lớn. Và cái hồ đó mặt nước nó phẳng lặng như tờ, nó không có một chút gợn sóng nào. Nhà vua coi cái bức tranh của người họa sĩ thứ nhất xong rồi thì mới nhận định: cái bức tranh của nhà ngươi thì đẹp thật đó, nhưng mà ta coi ta buồn ngủ quá. Thế rồi thì nhà vua mới coi cái bức tranh của người họa sĩ thứ hai. Và trong cái bức tranh của người họa sĩ thứ hai thì người họa sĩ này vẽ một cái thác nước, nó rất là sinh động, đến mức mà người xem có thể nghe được cái tiếng nước thác đổ. Thế thì nhà vua mới nói được: nhà ngươi vẽ cái này thì nó ồn ào, có gì là bình an đâu. Thế thì người họa sĩ thứ hai nói với nhà vua: xin đức vua xem cho kỹ kỹ một chút. Thì nhà vua mới xem kỹ thì thấy cái thác nước đó, nép bên thác nước nó có một cái cành cây, và trên cái cành cây nó có một cái con, có một cái tổ chim, và có một cái con chim đang ấp trứng, mắt lim dim lờ đờ. Thì khi xem cái bức tranh như thế thì nhà vua mới nói: ta rất thích bức tranh này, nó đã truyền tải được một ý tưởng độc đáo về bình an, đó là vẫn có thể sống bình an ngay giữa những xáo trộn của cuộc đời. Quả thật thưa anh chị em, cuộc sống con người hôm nay có đầy dẫy những xáo trộn dẫn đưa đến sự bất an cho con người.
trong hiến chế vui mừng và hy vọng, các nghị phụ của Công đồng Vatican II đã nhận định rằng ngày nay tuy đã cảm phục trước những khám phá và quyền lực của mình, nhân loại vẫn thấy lo lắng, thắc mắc về sự tiến hóa hiện nay của thế giới, về chỗ đứng và phận vụ con người trong vũ trụ, về ý nghĩa của những cố gắng cá nhân cũng như tập thể, và sau hết về cùng đích của con người và muôn loài. Hơn nữa, chưa bao giờ nhân loại dồi dào của cải, khả năng và quyền lực kinh tế như ngày nay. Vậy mà tới nay, một phần lớn nhân loại trên thế giới đang quằn quại vì đói ăn và thiếu thốn. Rồi không biết bao nhiêu người đang chịu cảnh mù chữ. Chưa bao giờ con người ý thức mãnh liệt được tự do như ngày nay. Đang khi đó lại thấy sống dậy những hình thức nô lệ mới mẻ về mặt xã hội cũng như tâm lý. Trong lúc đang mãnh liệt cảm thấy sự duy nhất cũng như sự kiện tất cả lệ thuộc nhau trong sự liên đới cần thiết, thì thế giới lại bị lôi kéo kịch liệt theo những chiều hướng tương phản do những lực lượng trong đô nhau. Thực vậy, vẫn còn kéo dài mãi cho đến ngày nay những bất đồng trầm trọng về chính trị, xã hội, kinh tế, chủng tộc và ý thức hệ, và một cuộc chiến diệt vong vẫn còn đe dọa. Quả thật, qua nhận định này, chúng ta thấy nhân loại của chúng ta đang sống trong ưu sầu và lo lắng. Ai trong chúng ta cũng cảm thấy xao xuyến và bất an trong lòng như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị ra đi, Ngài biết chắc các môn đệ của mình sẽ rơi vào trong tình trạng xao xuyến và bất an. Vì thế, Ngài đã có những lời an ủi và động viên các môn đệ của mình. Ngài nói rằng Ngài không bỏ rơi các môn đệ và không để các ông lẻ loi như những kẻ mồ côi. Và trong bài tin mừng hôm nay, để an ủi và nâng đỡ các ông, Ngài đã ban cho các ông một món quà quý báu, đó là sự bình an. Một sự bình an của người luôn có Chúa ở cùng, ở với, dù không thấy Ngài một cách hữu hình. Sự bình an này như là một sự bảo đảm và một sự che chở các môn đệ trên hành trình đức tin đầy khó khăn và thử thách ở phía trước. Hơn nữa, thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình cách rõ ràng rằng Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Như thế bình an của Chúa Giêsu ban không có mùi vị của thế gian. Nghĩa là bình an của Chúa không theo kiểu an nhàn thư thái mà con người thích đi tìm kiếm. Bình an của Chúa không có mùi vị của lười biếng, của trốn chạy, của giả trá và dựa trên những ý thức hệ mang tính cách ru ngủ con người. Sự bình an của Chúa cũng không phải là lời cầu chúc thông thường về một cuộc sống dài lâu, hạnh phúc và thịnh vượng, sức khỏe dồi dào như chúng ta thường chúc cho nhau. Sự bình an mà Chúa Giêsu ban chính là một sự bình an nội tâm. Người môn đệ của Chúa Giêsu tìm thấy sự bình an này khi chọn Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống, và sẵn sàng đi theo Ngài. Sự bình an này cũng chính là ánh sáng chiếu soi, sưởi ấm và dẫn đường. Sự bình an này đến từ Chúa, nên nó luôn luôn đưa lại niềm vui chân thật, niềm vui dành cho những người sống trong tình yêu và sống dưới sự hướng dẫn của lời Chúa. Và trên hết, sự bình an mà Chúa ban tặng đến từ đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, đến từ căn nhà của ba ngôi Thiên Chúa mà con người được diễm phúc bước vào và chia sẻ. Hơn nữa, thưa anh chị em, chúng ta cũng nên ý thức rằng bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cũng chính là Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô: thật vậy,
chính người là bình an của chúng ta. Nếu chúng ta có Chúa ở cùng, ai còn có thể đe dọa và chống lại chúng ta? Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã động viên và an ủi các môn đệ của mình rằng: anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để tâm hồn chúng con được bình an, được bất biến giữa dòng đời vạn biến. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.